Trái seri, bà con ta cũng biết hết phải không? Bà con, trái seri này nó rất tốt và tốt cho sức khỏe vô cùng. Nhưng mà trái seri có những người có bệnh thế này, ăn vào thì nó lâu lành, lâu bớt, lâu khỏi cho chứng bệnh của mình, mà sức khỏe càng ngày càng xấu đi. Vui lòng những người có bệnh thế này đừng ăn, đó là người có bệnh gút, sỏi thận, không được ăn hạt. Nhân bà con, trái seri là không được ăn hạt. Người bệnh gút nguy hiểm lắm nếu ta ăn seri. Cho nên lưu ý, bà con ta lưu ý những người thế này là không nên ăn, để cho tốt cho sức khỏe của mình. Đó là bệnh gút, sỏi thận, không ăn được hạt nha bà con. Bệnh gút nó rất nguy hiểm nên seri, trái seri đừng ăn. Còn ngoài ra là nó tốt cho sức khỏe vì nó có vitamin A, C, B1, B5, B9, magie, kẽm, đồng, canxi, kali, chống được lão hóa tốt. Nó làm đẹp da, hỗ trợ cho giảm cân tốt. Nó làm cho tim mạch tốt, giảm đường huyết tốt lắm. Nhưng mà khi ăn, chỉ ăn 200g một ngày. Khi ăn, vui lòng ăn 200g một ngày. Ăn 5 ngày là chúng ta nghỉ 2 ngày. Nhớ không ăn hột nha bà con. Có người gọi là cái hạt á, chúng ta vui lòng đừng ăn, để cho sức khỏe mình nó tốt và nó tốt thêm. Chúc bà con ta vui vẻ, mạnh khỏe. Chào chào, nào xin chào.